Xin chào tất cả các bạn, đã khá lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau trong chuyên mục đánh giá xe của AutoPro. Mình là Ti Anh và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn chúng ta cùng nhau khám phá một mẫu xe mui trần đến từ thương hiệu BMW. Xin giới thiệu các bạn BMW Z4 2020. Như các bạn đang nhìn thấy thì đây là phiên bản thuộc thế hệ thứ 6 của BMW Z4. Mặc dù chiếc xe này đã được ra mắt vào năm 2018 nhưng mà đến 2020 thì đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy chiếc xe này tại Việt Nam. Và mặc dù trước đó vào tháng 9 thì đã có một mẫu xe thuộc phiên bản cao hơn, phiên bản M40i được về Việt Nam với mức giá đồn đoán khoảng hơn 3 tỷ đồng. Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản cấp thấp hơn, là phiên bản S-Drive 30i nhưng vẫn được trang bị gói M-Sport. Thì bây giờ sẽ làm một vài thước phim để các bạn có thể hình dung rõ hơn về ngoại thất của chiếc xe này nhé. Bản thân mình là một người không thích nói nhiều về ngoại thất của một chiếc xe, nhưng mà khi đứng trước chiếc BMW Z4 này thì quả thật nó vẫn có một cái sức hút gì đó khá là lôi cuốn mà khó có thể diễn tả thành lời. Vậy thì mình sẽ điểm lại bằng những điểm mà mình thích về ngoại hình của chiếc xe này. Đầu tiên đó là về thiết kế của cụm đèn phía trước hoàn toàn LED cũng như cụm đèn phía sau. Ngoài ra ở phía sau thì đèn phanh thì ở trên cao, còn đèn lùi thì được đặt ở phía bên dưới, kết hợp cả những khuếch tán gió trông khá là thể thao và nó liên tưởng đến những chiếc xe của F1. Tiếp đến nữa thì đó là bộ vành 19 inch M Sport được sơn màu đen Michelin Pilot Super Sport. Một phần hay nữa đó chính là phần mui, khả năng đóng mở chỉ trong khoảng 10 giây và ngay kể cả bạn đi thì dưới 50 km/h hệ thống mui này vẫn có thể hoạt động. Nhưng một điểm nữa đó, khi các bạn mở phần mui này và phần mui sẽ nằm ở phía dưới cốp thì phần dung tích cốp chứa đồ lại không hề bị ảnh hưởng, đó mới là điều hay. Và một phần nữa đó chính là phần động cơ, đây là điều chúng ta không thể không nhắc tới. Mặc dù chiếc Z4 này sử dụng động cơ 2.0 lít i4 tăng áp kép nhưng vẫn có công suất cực đại đạt 252 mã lực và 400 Nm mô men xoắn. Nếu như kết hợp cả launch control thì khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ tốn khoảng 5,2 giây, một con số cũng hết sức ấn tượng đúng không ạ? Bước vào bên trong nội thất, đầu tiên là ngồi cũng khá thấp. Và điểm thứ hai thì mình nhìn thấy nó cũng khá quen thuộc. Không phải là bởi vì nhà mình có một chiếc xe y chang đâu, mà bởi đơn giản là cách thiết kế nội thất của những chiếc BMW bây giờ thì nó cũng khá giống nhau. Nếu như các bạn đã ngồi trên 3 series hay là 7 series thì các bạn sẽ nhìn thấy phần thiết kế nội thất này khá quen thuộc. Chúng ta vẫn sẽ có phần vô lăng M-Sport ở đây với đầy đủ các phím chức năng từ Media cho tới Dynamic Cruise Control, có lẫy chuyển số sau vô lăng. Nhưng mình hơi đáng tiếc một chút xíu, nếu như cái chuyển số sau vô lăng này, cái lẫy này mà nó được tách riêng ra lại còn bằng kim loại nữa thì nó sẽ khiến chúng ta giống như đang ngồi trên một chiếc xe thể thao thực thụ. Nhưng phần lẫy này thì nó vẫn gắn liền vào vô lăng và nó chỉ là bằng nhựa thôi. Còn đồng hồ sau vô lăng thì nó vẫn là loại điện tử khá quen thuộc rồi. Phía bên đây thì ngôn ngữ cockpit, chúng ta sẽ có một màn hình giải trí trung tâm khá lớn. Dường như tất cả phần táp lô ở đây nó sẽ hướng về phía người dùng. Ở phía dưới này thì chúng ta cũng được tối giản hóa những cái hàng phím chức năng. Đây là một điểm mình khá là đồng ý, đây là một xu hướng hiện nay rồi. Bây giờ mà rồi dám quá nhiều nút bấm thì chúng ta đôi lúc bị mất tập trung. Tuy nhiên ít nút bấm nhưng nó phải thật sự công dụng với những thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và đặc biệt ví dụ nhất đây là phần điều hòa. Khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta sử dụng điều hòa nhiều đúng không ạ? Chúng ta có thể chỉnh như này, nó dễ dàng hơn là cái phần cảm ứng. Theo mình là như vậy. Còn ở phía dưới đây thì chúng ta có phần bệ cần số với các chế độ lái cũng như là cái cụm phím cơ măng. Nếu các bạn không muốn sử dụng tay cảm ứng thì các bạn có thể chỉnh qua đây, rất là dễ dàng. Ngoài ra còn một điểm nữa, đây phần chìa khóa. Lúc nãy thì các bạn nhìn thấy mình sử dụng phần chìa này để có thể đóng mở mui luôn đúng không ạ? Thì chúng ta còn có một cái thẻ từ như thế này nữa. Chiếc thẻ này thì nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy người ta sẽ hỏi là ủa, thế nếu mà cái thẻ này nó bị gãy thì làm sao? Thì chúng ta sẽ lại sử dụng chiếc chìa này. Rất đơn giản. Đó, chúng ta có hai cách. Cái này có thể để ngay vào phần ví này.
Còn chiếc ghế mà mình đang ngồi đây thì cũng được bọc da. Bọc da có tên gọi là Vernasca, cũng là một loại da khá cao cấp. Và khi mà ngồi thì mặc dù là hình hài của một chiếc ghế thể thao nhưng mà ngồi rất là thoải mái. Đây có phần đỡ tựa đầu cũng như là phần đỡ bắp vai. Và ở phía dưới này thì chúng ta còn có phần bệ đỡ đùi cũng rất là tốt, ngồi tầm quan soát khá là thoáng, mà nhất là một chiếc xe mui trần như này nữa, rất tuyệt. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhé. Cuối cùng thì giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nếu như chiếc M40i được về tháng 9 vừa qua có mức giá đồn đoán khoảng trên 3 tỷ đồng thì chắc chắn chiếc xe này sẽ rẻ hơn. Có nhiều bạn sẽ nói rằng về số tiền đó thì các bạn có thể mua được xe này hay hơn, xe kia tốt hơn, nhưng mình vẫn giữ quan điểm đó là với những người mà đi mua chiếc Z4 này thì bản thân họ trong gia đình đã có ít nhất là hơn một chiếc xe để có thể phục vụ nhu cầu của bản thân. Còn mua xe này đơn giản là để chơi thôi. Và có thể các bạn cũng đã nghe đến một câu khá quen thuộc rồi, đó là đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, xe chơi mà. Còn bản thân mình ít tiền như thế này thì được đi review xe như thế này thôi là cũng đã vui lắm rồi. Và sẽ còn vui hơn nữa nếu như các bạn like, share và subscribe kênh YouTube AutoPro. Và để biết đâu cuối tháng thì nhuận bút của mình có thể cao hơn một xíu. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau khám phá về chiếc BMW Z4 2020. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.